quay sơ qua để cho mọi người nắm lấy cái giá nhá. Còn nói chung là giá tầm này nó lơ tơ mơ lắm, nó tùy từng người. Cây nếu mà cây đơn nhung mấy cả đơn cờ ta thì là hoặc là văn chấn là có thể là ở tôi là nhiều. Nhưng mà cái loại vàng này này, vàng ta này này, ở tôi là ít. Thì là quay cho mọi người, mấy cả để mọi người tham khảo giá. Cao cây thì nói chung là cả bầu tôi sợ là nó sập nguồn. Cả bầu thì nó xem nó tầm nếu mà đến vai tôi thì kéo thước. Bầu nó thêm khoảng tầm 20 phân nữa. Như này 1m3. Thì cả bầu nó tầm 1m rưỡi. Tán của nó thì đây. Còn cái trước đấy cái ruộng này rất là vàng lá nhá. Thì có thể là do cho ăn, xong rồi mưa, xong rồi cho ăn. Nhiều bạn rất là đắn đo cái việc là tại sao mẫu đơn nó lại vàng lá. Cái mẫu đơn này thì ở trong Nam gọi là bông trang. Nhưng mà nói chung là nó cũng tôi cũng không hiểu ở trong Nam tại sao lại không gọi mẫu đơn đâu. Tán nó được có hơn 80 phân rồi. Đấy, cao cây thì nó như thế. Đây là cái loại vanh thân. Thì cây nào cũng thế thôi. Còn tí nữa thì quay cho mọi người cái loại văn chấn. Thì hôm qua lại thấy cái tiêu đề của Trung Kiên Garden. Thì cũng là một người anh em cũng thiện lành. Thì là cái loại văn chấn Nai Thái Bình ấy. Thì là anh bạn của chúng ta gọi là dòng văn chấn. Nhưng mà văn chấn lá đéo gì này. Lá nhựa. Gọi là thế. Tên gọi là bây giờ tôi tùy theo mọi người gọi thôi. Còn tôi thì gọi cái dòng văn chấn. Tí nữa tôi quay là gọi là dòng văn chấn Nai. Còn nhiều người anh em thì gọi là văn chấn gì đấy. Ông Thắng cái thủy nó cứ rủ đây này. Nhưng mà nói chung là một ngày cũng hơi bị bận. Còn xem cái cây sung bản trà của cái ông bạn kia nó thế nào đây. Vanh đây là được vanh 12. Còn nếu mà vanh đo cách gốc mà thân trên thì nó được tầm 11. Còn cái loại này thì cây hàng nông nghiệp thì nó nói chung là thoát thân thì tầm 64. Đấy là đo một cây mẫu. Còn đây. Mô hình thì của thí chủ này thì cũng rất là gì và lầy lọ. Vàng này là gọi là vàng ta. Nói chung là còn mấy loại vàng nữa cơ. Cái tán của bọn này thì nó rơi vào tầm gần 1m đây này, 1m này. Đấy, tán 1m này. Cao cây thì nói chung là nó cũng tầm như vậy. Bầu thì nó tính ra được khoảng tầm 20 phân. Nói chung là cái cao cây của cái loại này tính cả bầu thì nó cũng rơi vào tầm 1m rưỡi. Giá thì tùy theo số lượng. Nó rơi tầm 4-500. Đấy, 4-500. Còn tí nữa nhà Nhật ở kia thì có 40 cây. Nhưng mà đo mẫu đơn trước. Vanh của nó như thế này này. Vanh của nó 11. Vanh của nó 11. Tôi sợ là nó cũng sập nguồn đấy. Vanh của nó 11. Thoát thân thì đây này. Thoát thân thì mọi người nhìn nhá. Thoát thân như thế này thôi. Nhưng mà có lây, có liếc các thứ có. Nó rơi vào khoảng tầm thoát thân tầm 63. Cây kia thoát thân 64. Đây này mọi người nhìn nhá. Cũng là thoát thân cũng là ấy. Nhưng mà mọi người nhìn cái lây này. Đây là lây nó là cái này này. Và nó có tật có sẹo hay không. Đấy thì là mọi người nhìn vào đây. Còn với những cây dòng cây sửa tật nỗi rồi các thứ linh tinh. Cũng là vanh như thế, cũng là thoát thân như thế, cũng là chiều cao. Nhưng mà ví dụ như cái nây nó như thế nào. Cái nây tức là cái phần gốc này, cái phần cổ ngọn này, cái phần thân này này. Nó có tật, có sẹo, có lỗi hay không. Đấy, còn sơ qua nó là tầm như thế. Cái kiểu gì cũng thế, có những cây thì nó thoát, có những cây nó thẳng tưng như này. Đấy, tôi còn không đo đâu. Nhưng mà vanh nói chung là nó cũng tầm mười mấy đấy, 11, 12. Còn cả cái thằng cu em còn đang tuyết sơn phi hồng mấy các thứ linh tinh. Ok, cây này thì thoát rất là cao. Đấy, ngày xưa thì nói chung là năm ngoái phải hơn triệu. Triệu mấy ấy. Cũng thế. Vanh nó vanh 11. Vanh 11. Tí chụp cái ảnh mới được. Xong rồi nói chung là mỗi cái video của mình cái cây này thoát 76. Đấy, cây này thì thoát rất là cao. Nó có lẫn cả cái đơn cờ đấy. Chứ không phải là chỉ có đơn vàng đâu. Nhưng mà đơn cờ ta thì nói chung là nhiều anh em có. Nhưng mà ở tôi thì cái loại đơn vàng ta này là ít này. Đấy. Có lẽ là dừng cái video này để tôi chụp cái ảnh đã. Còn cái loại này thấp hơn. Loại này thấp hơn. Được cái tán nó to. Răm chi mấy các thứ là cũng được.
quay cố gắng quay chậm nhưng mà nó ra ngoài nó này nó nắng, nó tí nó sập nguồn bây giờ. Đây, những cây này đẹp này. Thân thì nói chung là rất ít cây bị kiểu khu khằm như này. Đấy, cũng là vanh gốc, cũng 11, 12 xong rồi thoát thân. Nhưng mà có lẽ các bạn mua thì nó sẽ không được. Còn cái bọn này có những triệu chứng nó nứt nhá. Nứt thân như này. Như dòng văn chấn luôn này. Đây, vàng đây, vàng ta đây. Đây, làm sao mà được những cây mà nó thẳng tưng như này. Đấy. Còn đôi khi có những cây cũng là vanh như thế, cũng là thoát thân nhưng mà nó kiểu nó cong kiểu cong vanh như kia, cong vanh như kia kìa. Đấy. Cho nên là khi mà mua bán thì các bạn phải biết như thế, chứ nó không phải là như cây công trình. Cứ vanh bao nhiêu xong rồi thoát thân xong rồi chiều cao là có giá. Nó phải dựa trên cái việc này này, thân này. Đấy. Thân này, nây này. Đấy, thoát này, gốc này. Đấy. Tán này, bóng tán này. Chắc bà già chưa đoán được thằng con thằng Khang đấy. Nó cứ rục. Qua đây đo cái loại gì đó. Mà ngày xưa nha, tôi cứ quay như này là nên là mất. Đây là cái này là đơn, như kiểu đơn cờ ta này. Đôi khi các cái đơn của các bạn là các bạn hỏi nhiều nhất là cái loại tại sao đơn của các bạn vàng ná như này. Gặp mưa cho ăn nhiều. Chứ còn ngày xưa nha, cả cái ruộng này vàng ná hết. Đây ra đo nốt nhà Nhật. Đây là mô hình trồng, gọi là chanh tứ quý đây này. Tết nào nó vàng, quả nó vàng ấy. Lộc vừng ở tôi rất là nhiều. Như đây anh bạn bộ đội còn một ruộng nữa. Đây. Nhà Nhật đây. Nhà Nhật chắc là cái tạng ấy nó cũng tầm xem như thế. Ồ không. Mẹ nhà Nhật bọn này to phết đấy. Nhà Nhật to phết đấy. Ủa. Nhà Nhật to phết đấy. Cái bọn này thì bé hơn cái ruộng kia. Đơn vàng ở đây này. Còn không quay cái loại đơn cờ ta. Thực ra là cờ ta nó cũng mà nó sập nguồn đau. Bé ăn cây mấy cây đầu. Cây đầu to lắm. Quay một cây vanh 12, 13. Vanh 13. Thoát thân đây là rất là khắc khỉu. Năm ngoái có lẽ là được giá hơn nhỉ. Đéo phải. Loại này nói chung là giá 400-500 thì tôi cũng chả biết là đắt hay rẻ. Đây này. Tán thì nói chung là cao cây. Cao cây như này thì cả bầu thì nó phải trên 1m6. Nhưng mà không đẹp bằng cái loại mà tôi mới cả ông Sơn, à ông bà Sơn mấy ông ấy. Vanh 13. 45 lít. Có 40 cây thôi, thoát thân 70. Đây cũng khá là đều. Có 40 cây. Trừ những cây bé này ra. Chỉ tính bọn to thôi. Cây bé này này không tính. Có 40 cây to. Chỉ có 40 cây to thôi. Mày à, cây bé nhiều thế nhỉ? Ngày xưa nhá, cái nhà nó lại nhà Nhật nhà, mình quay lên phát nào. Còn cả loại khế. Nói chung là bọn này cần phải giãn ra. Chứ như thế này thì ăn thua rồi. Còn khế này. Khế này cả khế chua khế ngọt. Bonsai tứ tung tung tung. Rơi vào tầm 500-700. Tùy theo số lượng. Năm ngoái là khoảng 500. Năm nay phải tăng lên 700. Chả không biết còn cái gì. Nhiều thứ linh tinh lắm nhưng mà sợ video nó sập. Đơn đây. Rất khủ khoảng. Cờ ta. Nói chung là cái bài này nó phải làm rõ ra không là không bán được. Cờ ta rất nhiều. Cờ ta rất nhiều người anh em có. Thế rồi. Đi sâu xuống dưới này thì cũng thế. Nó cũng chỉ như thế thôi. Để tôi chụp ảnh mấy cái ảnh mới được. Nói chung là chỉ quay cái nhà Nhật này. Nhà Nhật mấy cái đơn vàng thôi là ở đây ít. Chứ còn các cái loại đơn cờ ta này thì anh em cũng rất nhiều. Anh em cũng rất nhiều. Chủ yếu là giá như thế nào.
Còn khế này là cũng ít người có đây này. Khế chua, khế ngọt, dáng bonsai nhưng mà kiểu lửng lửng lơ lơ ơi. Tôi cũng chả hiểu cái hình thù lung tung như này. Kể ra lên chậu thì cũng khá là đẹp. Lên chậu là cũng khá là đẹp. Để tôi chụp mấy cái ảnh. Nhà Nhật.